Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay nấu bún riêu cua nha cả nhà. Cua đồng đàng hoàng nha. Đó. Cua đồng nha, chứ không phải dỏm đâu nha, chứ không phải giống như đợt trước nấu bằng cúng đâu. Đây cua nè. Còn ở đây là giò heo. Đây là giò heo nha cả nhà. Ôm mà mẹ nhủ sao không? Thì thịt nạc, thịt đùi, thịt bằm nữa này nha. Cũng tiếc nữa nè. Ra mẹ làm. Còn đây là đậu hũ nha. Đậu hũ. Đó nè. Cùa cha. Cùa cha là cà chua hả? Như bữa hổm đi mua cái đậu bào dưa leo. Đứng đào bò nó không biết lấy cái gì bán. Cái đào bồ. Đào bào. Vậy ginh cái gỗ kia ra rửa luôn nặng. Đây là củ sắn nha cả nhà. Chị không nói là tao không biết. Bây giờ mình xay cua nha. Cho cua vô cái cối mình xay. Này có được không? Cắt ra cho nó dễ xay. Cái cối này nó cũng mạnh kệ con nhỏ nhỏ kệ. Giờ lên bán đi bán buổi chiều. Dịch gì vậy? Còn bữa nay chưa về đã đang ăn tiệc. Cho ăn ít nước đây. Cho ngay mới được. Xay ngay cái nhà. Qua đây tôi nói gì không? Để hỏi đâu không? Đây. Nè, chị cho nó phục xuống kia nè. Thôi anh bán đi. Chưa phải để cho nó ngay cái khớp mới được. Kìa, tại chui á, không phải ý là. Rồi. Bé ghi bao khác đi. Chút nữa đi cho nó nghĩa. Mình lại, mình lại. Thật thích đó nè. Còn đây là rau nha cả nhà. Chanh, ớt, rồi hẹ. Đây. Rau này ngon quá nè. Giờ mình rửa nha cả nhà. Cái gì vậy? Giờ mình lượt ra nha cả nhà. Lượt mình lấy nước nha. Đây mình lượt xong rồi nha cả nhà. Đem vô mình nấu nha. Đây giờ giò heo mình trụng xong rồi nè cả nhà, mình vớt ra. Vớt ra đi rửa lại một cái nữa. Có chín nước không? Trời ơi. Cua can. Cua can. Cho cua sắn nấu vô. Heo các bạn, bỏ cua sắn vô. Bây giờ thịt bằm này thì mình cho miếng bột ngọt, miếng đường, miếng nước mắm cho nó vừa ăn cái khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên, mình cháy mỡ hành để mình cháy cái thịt bằm đó nha cả nhà. Cái lượt tê máy. Ê ê ê. Cua này bây giờ mình nấu, bây giờ nó khói lại nè, mình vớt ra nha cả nhà. Mình vớt ra xong cái mình đi làm cái chả cua nha. Hành còn nhất rồi. Để nhiều góc hành. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái trứng vào cái thịt với lại cái cua này nha. Mình dùng 5 trứng nha.
giờ mình cho một ít dầu điều vô cái phần thịt với chả cua này nha. Chả này thì mình có thể hấp bằng cái sửng hoặc là mình cho vô cái bịch á, cái mình bỏ vào cái nồi nước súp vẫn được nha cả nhà. Nó sẽ nhanh gọn hơn á. Tiếp theo thì mình sẽ sắc cà chua và đậu hũ để mình cho vào nồi nước lèo nha. Sắc miếng miếng một ít, còn một ít thì mình sẽ bầm nhuyễn, mình cháy rồi xong rồi mình bỏ vào nước. Và cái phần huyết này thì mình cũng sẽ sắc cục rồi mình cho vào cái nước lèo luôn nha cả nhà. Còn đây là cà bầm nha, cà nó mình băm xong mình cháy xong rồi nè, bây giờ mình cho vô nước. Và đây và hành và ngò mình sắc nhuyễn ra luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần huyết vô nha. Còn đây là mắm tôm nè. Bây giờ mình sẽ cho ra tô và mình cho thêm ớt, chanh, đường và nêm nếm cho vừa ăn nha. Thịt của mình bây giờ nó đã chín rồi nè, bây giờ mình sẽ vớt thịt ra nha. Thịt thì đã chín rồi, bây giờ mình sẽ sắc lát ra để một lát mình ăn luôn nha cả nhà. Ở nhà mình ăn không à, cho nên mình sắc miếng như thế nào cũng được, to nhỏ gì tùy ý nha. Rồi bây giờ cái nồi bún riêu của mình nó đã chín rồi nè cả nhà ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Quá tuyệt vời. Màu sắc rất là đậm đà nha. Còn ở đây là cái người đẹp nấu. Rồi bây giờ mình vớt cái bịch chả ra cả nhà. Bịch chả cua hồi nãy mình hấp á. Đó, bịch chả nè, bây giờ mình cắt nó ra. Cũng rất là dè dẻ, rất là ngon luôn. Còn đây là nguyên một gỗ gao luôn nha cả nhà. Rồi, bây giờ bắt đầu ăn nha. Mời mọi người nha.